Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn món cà tím nha các bạn. Cà tím hôm nay mình sẽ đi chiên bột, ăn rất là giòn, rất là ngon các bạn, lạ miệng. Nguyên liệu chúng ta thì gồm có cà tím với 100g bột gạo, 30g bột mì, một muỗng canh giấm với một chút xíu bột ngọt, một muỗng cà phê đường, bỏ đường vô rồi cho nó lên màu đẹp đó các bạn. Bây giờ với 100ml nước nè, bây giờ bột nè với giấm, đường, ngọt, nước mình đổ vô chung hết trơn ha. Nước thì mình để từ từ thôi, đừng để lượt một nó sợ nó lỏng ha, mình nhắm cho nó vừa được rồi. Rồi cái mình đờ quậy cho nó tan bột đều nè, cái mình mới là để cho nó ở bột ra. Rồi cà thì mình sắc khoanh khoanh khoảng 5mm được các bạn, nó khoanh vậy đó. Chúng ta bỏ vô bột, ta nhúng nhúng cho nó đều, người ta bỏ vô chảo ta chiên nha. Đó, bột vậy là rất là vừa đó các bạn. Rồi bây giờ bắt cái chảo lên ha, cho chảo nóng mình cho dầu vô, dầu hơi khá khá một chút đi, tại vì chiên đồ chiên phải hơi dầu nhiều nhiều nó mới là ngon. Rồi khi dầu nóng mà bỏ cà vô chiên nè ha, mình chiên vàng hai mặt là được rồi đó các bạn. Làm rất dễ các bạn, rất đơn giản nhưng mà ăn rất là ngon nha. Nào giờ các bạn chưa từng ăn làm thử đi, ăn rất là ngon luôn. Cà tím làm rất là nhiều món đó các bạn, làm món này món kia món nọ. Hôm gài mình làm chắc cỡ chục món cà tím nữa các bạn, chế biến rất là nhiều món ăn luôn, rất là ngon. Nấu mắm nè, kho mắm nè, làm gì cũng bỏ vô ăn cũng ngon các bạn. Chiên vàng vậy nè các bạn, vàng hai mặt vậy là được rồi đó ha, người ta gấp ra rất là dễ luôn. Cà tím chiên bột mình xong rồi các bạn, để mình ăn thử. Các bạn coi cái này chấm nước mắm đó các bạn, mắm tỏi ớt chua ngọt các bạn, rất là ngon. Rất là xốp luôn các bạn, xốp mềm luôn các bạn, ngon các bạn. Cái cà nó ngọt ngọt, cái bột nó giòn giòn, giòn xốp nó ngon các bạn, nó cứng nha, ngon không? Cái này chấm với nước mắm hoặc tương ớt tương cà cũng ngon cho các bạn. Rất là đơn giản, rất dễ làm nha, làm rất là nhanh.